thơ tần sông kran chân nam thơ bánh chá sạ bất tà sạc rai kỳ bòn pram rồi hốc sạp rầm bí kỳ sạc rai kỳ bòn xôn rồi mập phây bí mạ hà sạc rai mùi bòn pram buôn rồi xe sạp rám chô la sạc rai mùi bòn bí rồi tết sạp rám sông kran chôi mộc nô mộng đập pram mùi nghe tí tháng ngày sốc pram buôn rồi khe chết tiếp thị đa niệm kệ mê ra thị ví chia bạch thị bồ muối nấy cả bần mà hà prấm trong âm phò phò xo pra ca siết pra ca chân cô là nấy hà pha ra na bò xa hìa cấm pha xa hà ra chịch bọt pra ho sạ đám trong pra khăn pra ho chuyên bình không ân cất phạt chiên lờ khăn non gặp bấy chia diễn phía hà na bạn sơn tân tuy chúng đẹp cho bụng mẹ phong phú để bàn một căn lờ chân nó bọn sơn tân tuy thứ ngày nay sơn tân bàn một thọt nờ bọn một thờ anh nụ sân cát thì rằm muối nụ sân cát thì rằm buồn nụ rung ra huynh bọt, em
trường gặp quật ở trường em đứng gặp cả phòng thế sốt em đấy bạn tôi chung mùa lên xin là mùi sơn cà trên này là những bức ảnh nói về cuộc đời của bạn ca ពេលនេះក្រុមសយាមរបស់ពូនទិនក៏បានមកជួយជិះនេះដើម្បីបង្ហាត់សយាមដើម្បីទទួលទៅជួយនៅជួយឆ្នាំថ្មីជិះខាងមុខនេះ đây là đội sigam của em Tính ở Điện Thạch vô đây để mà tập luyện.
thấy khá nó lên ếch lên ếch nâng miền tha khinh chụp rứt có một danh này ông Trân Đỏ đây là Tổng Tính mua chặn nữa. Nấu khang này cứ chỉ đần trái phùm dường nấu chạc lên lên tục rồi lên đần trái lên nâng giặc xoa và chạc nó lờ khang chạc lờ khang nâng nồi trên này là sân khấu để cho nhạc sống chơi hả bạn và múa chằng khỉ trên này luôn. Nữ khang nếu mình clean egg đầm nạn bò khám e dường hay clean egg nếu bạn cù ruột nờ crit đây là diều sáo khổng lồ ha các bạn. Trong diều sáo thì có vẽ hình crit và xin tinh sẽ di chuyển tiếp hôm đây cho các bạn xem về những tác phẩm đồ cổ. Nồi khang nếp miền Tà Salak ta sẽ lật vai càng ta sẽ lật nước miền xuân và cả miền tiền tức chuyện đỡ hay miền đàm bần lè thế đấy hay cái nóng nó miền tu rụt to tivi tuy chả nâng nó miền là cả kiên phư trong ngôi nhà này các bạn có tivi truyền hình cổ hồi xưa và những ống này là ống lấy nước thốt nốt ha và có cây rôm nữa này làm kiểu mô phỏng được khang nước miền cục bằng mặt đầm đây khang thạc này ngôi nhà này làm theo mô hình ngôi nhà hồi xưa các bạn. Đây là cây quạt lúa nâng sau ta lật bọc rồi sâu tam chặt tung bật đầm hay mình clean một tí nữa clean com còn nhiều nữa các bạn.